Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến vị tướng Quy, là một vị tướng nó hiện tại thì cũng đang còn rất phù hợp với meta này. Và đặc biệt trong clip này mình sẽ đối đầu với vị tướng Gián, và mình sẽ cho anh em một cái mèo, gọi là cái kinh nghiệm này mình đã cho anh em rồi, nhưng đối với Quy mình sẽ cho anh em tiếp. Đó là khi các bạn đối đầu ở đường top này thì cái việc tận dụng farm 3 con lính đầu với đối phương nhanh để chúng ta trao đổi chiêu thức là việc tất yếu, là phải farm thật nhanh. Đây, chẳng hạn pha này thằng Gián đã farm. Đây, mình sẽ tập hợp đánh 3 con lính này và sẽ đánh nhau với nó nhá, lên level 2 trước đối phương. Đấy, thấy chưa? Đây là một cái mèo bắt buộc các bạn đi đường, các bạn phải biết. Mình nghĩ các bạn sẽ biết rồi, nhưng mình sẽ nhắc lại cái điểm này thì các bạn sẽ không thưa. Đấy, các bạn thấy chưa? Mặc dù mình không cần biết thằng nào mạnh hơn thằng nào, nhưng giai đoạn đầu mình lên level 2 trước thì mình sẽ cấu rỉa hoặc đánh hoặc đe được đường nó ở giai đoạn đầu, thì nó sẽ bị chùn bước một phần nào đấy. Rồi, mình sẽ nói đến vị tướng Quy. Quy là một vị tướng nói chung là đồ cơ động cũng có, và đặc biệt điểm mạnh của nó chính là đơn lẻ mục tiêu và tạo sự đột biến. Tạo sự đột biến ở đây đó chúng là chính là kết hợp với bộ combo chiêu 1 và tốc biến, và đấm chiêu 3 vào tường và kích hoạt chiêu 2, và đấm thì sẽ gây một combo chết bất kể một vị tướng nào. Thì Quy là một vị tướng chúng ta sẽ tận dụng vào. Thứ nhất là combat đột biến, và phù hợp nhất đối với Quy chính là bắt lẻ và combat đơn lẻ giao tranh tầm 3-3 trở về. Quy mình khẳng định nó sẽ không phù hợp giao tranh combat 5-5 đâu, nhưng nó chỉ phù hợp cho những cái phá tạo đột biến nhất định nào đấy. Khi các bạn auto tốc biến lên để bắt chủ lực của đối phương thì chúng ta sẽ chơi những cái phá tận dụng vào những cái vị trí lồi của đối phương để chúng ta đánh. Chứ Quy mình khuyên các bạn không nên có mắt tổng, mà đã có pick Quy thì chúng ta sẽ đánh kiểu dạng như có mắt đơn lẻ. Đây sẽ là một phá giao tranh và mình sẽ tập trung đánh ở tuyến cuối cùng của mình. Và thay vì đó, đây mình sẽ lái lên con bó. Đấy, mình sẽ không đánh tuyến đâu của nó nhá, mà mình sẽ đánh tuyến cover của team mình. Khi tất cả các bạn gánh hoặc phản gánh đi chăng nữa thì cái việc chúng ta bảo kê cái tuyến sau của chúng ta là cái việc tất yếu. Và giai đoạn đầu game thì Quy chưa có đô, chúng ta chưa có đô, chưa có một combo, cho nên chúng ta không thể bắt được ai hết. Cho nên cái phá vừa rồi đó là một cái kinh nghiệm khi tất cả các bạn đi phản gánh. Ôi rồi, ôi không được cái mảng nào anh em ơi. Đây, hy vọng cho mình cái mảng nào. Rồi, chưa ba hồi này, rồi cái khoản chưa ba lên. Rồi, tao đập mi, tao đập mi kết luôn. Ok, một mảng ngon lành canh đao luôn. Đấy, tận dụng vào cái đoạn đầu của game. Khi mình lên được level 2 sớm với Gián thì mình đã di chuyển đi gánh rất là ok, ngon con nhà bà chạy luôn. Và Gián nó chỉ việc ôm đường thôi. Riêng cái giai đoạn đầu game mình đã lợi thế hơn Gián rất nhiều. Đấy, một chỉ một cái mèo nhỏ thôi đã giúp chúng ta có một cái lợi thế giao tranh có người. Đấy, cho nên là hy vọng chúng nó sẽ bắt vào cái mèo để chết thật tốt. Đây, thằng Tulen, tao đấm bị chết luôn. Đây, đường trên của giao tranh rồi. Đấy, cứ farm của ấy xong thì các bạn thể đánh nhau thì chúng ta sẽ di chuyển lên. Đấy, cái farm này lao lên, chưa ba vào tường. Đấy, tao coi mình chạy đâu, tao coi mình chạy đâu, chạy đâu. Đấy, các bạn thấy chưa? Chiêu 2 của mình hack nào, rất là tuyệt vời. Và cách combo của Quy nó sẽ như nào ạ? Theo trình tự rất là đơn giản. Chiêu 1 lướt lên chiêu 3 đấm vào tường và kết hợp chiêu 2 thật nhanh, và tải kích hoạt chiêu 3. Và khi tải kích hoạt chiêu 3 thì chúng ta sẽ hồi lại chiêu 1 và kích hoạt lại chiêu 1. Thì mình nghĩ khi tất cả các bạn dùng tất cả các bộ combo chính xác đấy thì chỉ cần 3 combo, 3 chiêu thức thì đủ kết liễu một đối phương rồi. Đây, mình sẽ nấp bùi chơi thằng Gián có combo. Đây, đây cái phá này, chiêu 1 này đấm mũi tương, chiêu 2 này. Đấy, rồi chiêu 3 kích hoạt, tải kích hoạt này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất là đơn giản. Chiêu 1 tiếp cận mục tiêu, chiêu 3 đấm mũi tương. Nên nhớ nhá, Quy là phải đấm vào tường hoặc vật cản thì chúng ta mới gây được cái tối ưu sát thương của nó. Ngoài sát thương thì có thể gây choáng mục tiêu. Quan trọng nhất là chiêu 2 của thằng Quy các bạn nhé. Chiêu 2 của thằng Quy ngoài việc sát thương ra thì nó sẽ giảm giáp và giúp cho Quy đấm nó thật đau hơn. Còn cái nội tài của Quy các bạn biết rồi, khi tích đủ cái nội tài của nó thì sẽ giúp cho Quy đánh nhanh hơn và có chế độ hút máu các bạn nhé. Đấy là một cái nội tài rất mạnh của Quy, giúp cho Quy outplay đối phương rất là nhiều phá, rất là hay. Đấy, và giai đoạn này ở phút thứ 5, thứ 6 rồi, và mình sẽ farm xong và mình sẽ di chuyển, mình sẽ nhìn cái bản đồ. Đấy, nhìn bản đồ đường trên thì mình chưa thể lên được, đường mid thì thằng Lavi ra rồi, cho nên mình sẽ ở lại mình farm nốt turn này. Farm nốt turn này thì mình sẽ nhìn cái bản đồ này có như nào, khả năng thằng Gián nó sẽ không lùi vị trí nữa đâu. Đó, đấy rồi. Đấy rồi, hai con em, chào cưng, từ từ bình tĩnh, tốc biến, đấy.
Toàn không ăn cái mảng nào anh em ạ. Tôi cứ phá này mình. Đấy các bạn thấy tao cái sự đột biến chưa? Đấy, quý combo một tốc biến nó rất là đột biến luôn. Nhưng mà cái pha này mình đấm nhầm té nó. Lẽ mình đấm cái thằng gian nha anh ơi, đấm tên cái thằng rừng của nó hút máu. Cái pha này cuối cùng chắc là cái vèo chứ các. Không sang vật, không vấn đề gì hết. Đấy, các bạn đã biết cái combo chứa một tốc biến chưa? Đó là chúng ta sẽ dùng chứa một trước, sau đó tốc biến. Mà trong cái khoảng thời gian bay gần hết của chứa một thì chúng ta dùng tốc biến thì nó mới đột biến hết. Chứ nếu các bạn mà để cho dùng chứa một hết xong dùng tốc biến thì nó vẫn được, nhưng nó sẽ không tạo đột biến và không kiểu là gây tạo đột biến bằng cách là chứa một gần hết thì chúng ta sẽ kích hoạt tốc biến các bạn nhé. Đấy, pha này mình lao vào mình đập nó rồi, thằng con mới chạy đâu hết, thứ ba thì chết rồi. Ok, hiện tại thì các bạn thực sự là trong những clip gần đây thì các bạn sẽ không thấy được những trận đấu 2-30 mảng như xưa ở đâu, bởi vì đây là cái rank kỹ năng cá nhân của tất cả các bạn khá cao rồi, và các bạn hãy nhìn cách hai team combat khi nào cũng san mảng với nhau, không bao giờ có một trận đấu chênh lệch về mảng hoặc lấy vàng đe tiền đâu các bạn ạ. Quên, lấy vàng đe người đâu, mà đây là những cái trận đấu nó rất là san với nhau. Đây, cái pha này mình làm mình đấm luôn cân ba chưa bình thường á các bạn ơi, cân ba chưa bình thường anh em ạ. Đấy, thằng gián nó máy mà dính cho ba la vi, mình cân ngon cái pha này rồi, khả năng thằng gián chết rồi. Đấy, rất là bình thường. Tại vì sao ạ? Bởi vì thứ nhất là team địch mình nghỉ cái pha này, mình sẽ đấm choáng hai thằng cái pha đấy và kết hợp mình sẽ zone chết cái pha đấy, cho nên mình rất tự tin, kể cả thằng gián nó lao vào đánh chưa chắc là giết được mình. Vì quý các bạn nhá, quý nó chống chịu trong 5 giây đầu tiên cực kỳ trâu luôn. Cực kỳ trâu, trừ khi các bạn bị choáng thì cái đó phải chấp nhận thôi. Nhưng thằng quý bởi vì nó hút máu rất là ác các bạn ạ. Nhìn hút máu ít như vậy thôi, nhưng khi các bạn có cái nội tài các bạn đánh nó hôi máu, đánh nhanh lắm, hôi máu nó cũng rất là trâu. 5 giây đâu, các bạn cực kỳ trâu luôn. Cho nên quý là một vị tướng, nói chung là cân 2, cân 3 rất là tốt. Chỉ cần các bạn nắm được cái điểm mạnh, điểm yếu của quý để các bạn chơi. Và đương nhiên mình sẽ ngoài ra có bắt tổng 5 bê lết đấy. Về late game thì mình sẽ có một cách chế khác. Thứ nhất là sẽ đẩy lẻ một đường. Đấy, vì quý là một vị tướng đẩy lẻ một đường, solo kill 1-1 bất kể vị tướng nào không bao giờ sợ. Đấy, cho nên mình sẽ tận dụng nếu mà về cái giai đoạn late game. Đấy, còn về giai đoạn giữa game thì chúng ta sẽ đi bắt lẻ hoặc là đi phản gánh, hoặc chúng ta sẽ chủ động combat 2-2-3-3. Thì đấy là cái giao tranh mạnh nhất của vị tướng quý luôn. 2-2-3-3 mình nói thật các bạn nhá. Trời ơi, gọi là chả sợ bố có thằng nào luôn. Rồi, combat đơn lẻ thì đúng là bà chạy luôn các bạn ạ. Rồi, thằng Giang, mình sẽ bắt thằng Giang các bạn nhá. Đấm bố tường từ đến dùng lướt. Rồi, hết lướt chưa? Hết chưa? Rồi, một bịch bố tường. Đấy, ra đi. Đấy các bạn. Và đặc biệt, quan trọng hơn hết thì để mà các bạn chơi tốt tất cả các vị tướng thì bắt buộc các bạn phải nắm bắt được tất cả chiêu thức của từng vị tướng. Chẳng hạn thằng Giang vừa rồi, mình chơi nó lướt. Mình chơi nó lướt xong thì mình mới đấm. Đấy. Đấy là một cái mà mình biết được, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng các bạn. Mình biết thằng Giang nó không còn chiêu thức, hoặc khi các bạn đối đầu với thằng bất kỳ vị tướng nào đi chăng nữa thì các bạn sẽ phải biết được vị tướng đấy có chiêu thức gì, thì các bạn sẽ phải nhánh mắt khi nó dùng chiêu thức gì, thì các bạn phải biết nó còn chiêu thức gì. Đấy, chẳng hạn con tu lén, ví dụ nó lướt vừa lướt phát thì tầm khoảng 2 giây sau nó mới lướt thêm lần nữa. Đấy, nếu có khoảng thời gian tiếp cận thì mình chỉ đấm nó trong khoảng 2 giây thôi, bởi vì 2 giây sau thì nó lại lướt thêm một lần nữa thì mình lại khó. Cho nên là bất kỳ các bạn chơi một vị tướng nào thì việc chúng ta nắm được chiêu thức của từng tướng và chúng ta nhớ được nó còn chiêu thức gì, đó là một cái rất là quan trọng. Và cái này thì nó nằm trong cái cắn sát thương, gọi là cắn sát thương. Mà cái cẩm năng cắn sát thương này thì mình đã nói rồi, cho dù là top 1 thế giới thì nó không bao giờ có một ai cắn được chuẩn xác 100% đâu. Giỏi, một người giỏi lắm thì tầm 80% đến 85% thôi, gọi là giỏi nhất để mà cắn được sát thương. Bởi vì trong cái cẩm năng cắn sát thương thì nó rất là bao quát và rất là rộng. Không phải là cắn sát thương là xong, mà ngoài việc anh phải nắm bắt cái chiêu thức của anh đấy còn bao nhiêu này. Đấy, ví dụ trong 5 thằng, ví dụ 2 thằng đi, Mina và thằng rừng rồi đi, thì các bạn phải biết được hai thằng đấy nó có những chiêu thức gì. Hoặc trong 3 vị tướng thì các bạn sẽ biết được 3 vị tướng có chiêu thức gì. Đấy, các bạn biết càng nhiều vị tướng có những chiêu thức gì để giúp cho chúng ta phản đoán vào từng mục tiêu thật tốt. Đấy, chẳng hạn biết để làm gì, chẳng hạn ví dụ khi mình công thì mình biết vị tướng này có chiêu thức chạy không. Đấy các bạn, nói chung là vô vàn rất là rộng. Mà sẽ có một câu hỏi là anh Cương ơi, bay em hoặc là anh làm một cái cẩm năng cắn sát thương đi, nó vô vàn, nó rộng lắm các anh em ạ. Hiện tại để mà mình nói, để mà Cương lao cắn sát thương mình tập chỉ tâm được 70% thôi, mình chỉ 70% trong cùng cẩm năng cắn sát thương các bạn ạ. Ôi băng sướng phát anh em ơi. Rồi, chim cút tốc biến vẫn còn nhá, sợ gì. Đấy, rồi mình nghỉ clip để nó kết thúc rồi, và hẹn gặp lại anh em ở clip sau. Và tất cả bạn em mài yêu, bye bye.